Anh, sao anh ngồi đi một mình vậy? Em ngồi để với anh nha. Ờ, xin lỗi em, anh đang đợi bạn. Thì ghét quá à, không chịu ngồi với ai hết á, chỉ ngồi với Lệ Lệ không à. Anh chờ em có lâu không? Sao vậy? Bộ không thích hả? Không thích thì em đi đó nha. Ê, nè, em. Anh đâu phải gỗ đá đâu cưng. Người ta mới có đi ra trễ 15 phút thôi mà dẫn tới dẫn lui rồi, hư quá. Miễn. Không mấy anh coi đồng hồ đi, trễ 15 phút à. Mới 15 phút. Trời đất, gì mà anh tưởng cả tiếng đồng hồ rồi chứ. Trời đất, hư quá vậy. Nè, anh có cái này cho em. Gì vậy anh? Wow, đẹp quá vậy anh. Có thích không em? Đẹp quá à. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Uống đi anh. Mời. Anh ăn đi. Dạ anh hả? Không. Đẹp quá à. Đẹp, đẹp dữ không? Ừ, đẹp dữ lắm. Nhưng mà chắc mắc tiền lắm hả anh? Thôi mà, miễn là em yêu anh là được rồi. Em lúc nào mà chẳng yêu anh. Hôn vậy chịu chưa? Nè anh. Cô. Anh mới gì mà như bị ai giết vậy? Chắc là tôi mệt quá nên mới. Thôi, anh ngủ đi. Đó, mày coi đi, y như bài mới. Bài này là tao đã làm rồi. Mày coi cái chỗ nào mà nó hay lấy bài đó. Chỗ mồi của mình đó, hết là phải châm liền nghe chưa. Anh bùa đây hả? Đây, có khác gì bài mới không? Tao đã làm bùa rồi. Nhưng mà mày nhớ, chi cho mấy tiệm bán bài đàng hoàng. Nó tẩy chay mình là bỏ mẹ. Mày nhớ chưa? Rồi tao sẽ chỉ cho mày cách điểm bài, cách làm dấu bài. Hả? Mày hiểu chưa? Ông không chỉ, ông nội ai biết mà làm. Muốn chỉ tao chỉ cho nè. Coi nè, bây giờ tao lựa ra 1 con xì, 2 con xì, 3 con xì, 4 con, đủ chưa? Nhìn cho kỹ nha. Giờ mày nhớ mày điểm dấu vào góc con xì này cho tao. Để đây, mày coi tao làm bài nè. 1, mày thấy chưa, vuốt con xì ra đây, thấy chưa? Mày thấy tài bãi đắt nè. Thấy chưa con? Má con. Mày thấy chưa? Sập xám. Mà mày có 4 con xì, mày ăn hết mẹ tiền người ta rồi. Còn dại lắm. Ê, sơ sơ thôi, bữa nào tao chỉ cho mày những chiêu khác. Chi đi,
Sao anh không nói? Tiền em để nhà hết rồi, tưởng đâu như mọi bữa. Mày có còn đồng nào không? Anh buồn cười, làm gì từ sáng đến giờ xài cả chục triệu. Mẹ nó, bây giờ tao đang kẹt, tao mới hỏi mày, tiền đâu? Anh em, anh nghi ngờ nhau, khó bền lâu nha anh. Mẹ nó, mày đừng để tao điên nghe mày, nghe chưa? Lấy tiền đi. Kim luôn, kim lược, kim đít vàng đây. Mua vô, danh tay còn, chậm tay cũng còn luôn. Đặc biệt, kim đít vàng 2000 một cây chỉ có 2000. Xanh xanh đỏ đỏ, mua về cho em nhỏ là mừng luôn. Sách à, phải sách, sách à, có phải hải sách không? Sách à, chú là hải săn nè. Con, chú hai. Sách con. Sách ơi, tao thấy mày mấy lần nhưng mà tao không dám hỏi. Bây giờ chú ở đâu? Ở đâu hả? Rày đây mai đó. Cái kiếp của tao nó vậy mà. Chú hai. Con bé hai bây giờ lớn lắm phải không? Đâu có gặp chú không? Giờ nó đẹp lắm mày ơi. Nó cặp với cái thằng cha gì đó mà tao quên mất mẹ nó rồi. Giờ nói cái là quên ngang liền. Nó đẹp mà nó sang lắm. Nó ở thành phố đó. Có lần tao gặp nó, tên nó là Con Lệ Lệ gì đó. Lệ Lệ. Lỡ đi chị. Trời ơi, nói thiệt chứ, chắc chị phải tốn tiền mua hết cái cửa hàng của em luôn á. Sao vậy em? Nói á, chị tưởng em nịnh chứ. Người như chị mặc cái nào vô mà không đẹp. Không tin chị thử hết đi. Dáng chị đẹp như là mannequin vậy đó. Em á, cứ khéo nịnh chị không à. Em nói thiệt mà. Chú bán ngoài chợ á, nhưng mà chú cũng không ở đây cố định đâu. Dạ. Mà mày làm gì? Cái bà mà hay đi chung với mày là ai? Đừng nói tao á, bà này là bà già vợ mày á ha. Trời đất, đó là bà chủ của con. Hả? Vậy hả? Con ở đợi chú hai à. Giờ kiếm gì lai rai đi. Lâu quá rồi. Mày có nhậu không? Dạ không. Cà phê thì được. Nhưng nhậu thì con không dám đâu chú. Thì đi cà phê đi. Ở cuối chợ có chà Bà Đen, nó bán cà phê uống ba cháy luôn á. Mày đứng đây đi, tao gửi đồ xong rồi tao đi liền ha. Dạ. Rồi đi, đứng đây. Ê, không được đi đâu à. Ai ở ngoài hả bà? Tìm á hả? Tôi về thì con Ngọc ở ngoài chứ ai. Còn thằng Sách đâu ông? Không biết. Chắc nó đi đâu đó. Cái thằng nó hiền rồi, làm như nó khờ luôn vậy ông à. Tôi thấy ông nên dạy nghề cho nó. Bà này, cái gì cũng phải từ từ. Coi chừng coi cẳng nó làm sao đã. Đụng ai bà cũng... Rồi ngồi đi mày. Chú uống cà phê đá nha. Cho anh hai ly cà phê đá đi em. Dạ. Lâu rồi. Chắc mày đâu có về thăm mã ba má mày phải không? Dạ. Đôi khi con cũng quên mất rồi chú ơi. Hồi đó má mày đẹp. Chú nói đi, con muốn nghe. Chuyện cũng xảy ra lâu rồi mà chú. Bà mẹ nó,
tao biết hết mà. Nhưng mà ba mày ý tại thiệt, cả cái vùng Lục Tỉnh này có ai đánh lại được ổng, võ sư nổi tiếng phi hùng của vùng này mà. Nói gì được, bởi vì nói ổng có nghe đâu. Bởi vậy đến khi để cái chuyện nó xảy ra rồi thì quá muộn rồi. Ôi, nói gì thì nói, nhưng mà trời có mắt. Tao nghe nói cái thằng mà hại ba má mày á, rồi gia đình của nó cũng tuyệt tự luôn. Cái tụi ăn cướp nó vô, nó giết hết mày ơi. Còn cái thằng con á, chú nghe nói nó cũng bị mất tích. Trời ơi, người ta nói ai dai cái gì thì trả cái đấy, quả báo nhãn tiền mà. Vậy chú hai, chắc là con phải về rồi. Bữa khác con với chú gặp nhau, nhà con cũng ngay ở gần đây mà. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Bữa nào kiếm được tiền, tao với mày đi thăm ảnh chị một chuyến luôn nha. Con về nghe chú hai. Để tiền cà phê tao tính cho. Nè, tao hay bán ở trước chợ á, mày ngó mày thấy liền hả? Ủa ba, ba đi bằng gì tới vậy ba? Ba đi taxi tới. Xe ba đâu? Ba sai tụi nó đi Biên Hòa rồi. Tụi nó có xe riêng, tại sao còn lấy xe của ba nữa? Ba sai đi công chuyện cho ba đó mà. Nếu hồi đó không có cô ấy cứu mình thì chắc mình bây giờ đã xanh cỏ rồi. Biết bao nhiêu lần quay lại tìm mà cô ấy vẫn bật vô âm tín. Không thể có người giống người đến vậy. Phải chăng là con gái của cô ấy? Cô hai, anh lo gì khác, quét dọn để mấy đứa nó làm. Sao cái gì anh cũng dành hết vậy? Thôi kệ, ai rảnh người nấy làm cũng được cô hai. Cô hai bước trong này không thôi dơ chân nè. Cô hai. Cô hai, cô hai. Dạ của cô hai nè. Giang nè, tôi vừa dọn nhà, lượm được nguyên bao của hai. Cái này là ba tôi, chứ không có ai vô đây hết. May mà không có ai lạ, chứ có người lạ là mất tiêu rồi đó cô hai. Cảm ơn anh nghe. Làm tôi run muốn chết. Cô hai gọi điện cho ông, không ông tưởng mất, ông lại đi kiếm, tội nghiệp cho ông lắm. Ừ, thôi được rồi.
Alo, Tam Khánh tôi xin nghe. Dạ alo, ai vậy ạ? Tôi Lệ Lệ đây. Có gì không ạ? Ông á, cái đó có ngày mất á. Bà này, lâu lâu tôi sơ sẩy một chút, bà cứ nói hoài. À mà, thằng Sách đâu? Coi bộ, tôi thấy nó cũng tốt bụng đó. Còn thấy anh Hiền mà tội nghiệp, lượm được vàng mà cái mặt ảnh xanh lét à. Nó đâu, kêu nó ra tao thưởng coi. Dạ. Coi bộ già néo đứt dây ha ông. Không à nghe. Cái gì chứ, thân phận ai nấy giữ, đẳng cấp đâu mà. Ngồi đi chú Sách. Vợ. Vợ chồng tôi cảm ơn chú, sẵn có chút tiền thưởng. Vợ, ông ơi, được ông bà thương như con cháu trong nhà là phúc phần lắm rồi. Ông bà làm như vậy tội nghiệp con chết à. Nhận đi anh Sách. Ba má tôi thưởng, mình có công thì mình nhận. Cô Hai ơi. Nè cậu, cậu cứ cầm đi, chẳng có gì là có tội hết. Nè ông ơi, cậu phụ ông... lòng người khác mới là tội. Cầm đi. Ông cứ cầm đi. Ông ai sao? Một người, cho đến khi tôi nhắm mắt tôi không thể quên được. Ban đầu lúc gặp cô, tôi cứ tưởng... Lệ Lệ à, tôi biết với tôi mọi chuyện đã khép lại, đã muộn màng. Nhưng tôi xin cô, đừng vì lý do gì mà không gặp tôi. Chỉ gặp thôi, chỉ lâu lâu một lần thôi, chỉ những buổi cà phê như vậy thôi, nghe. Cảm ơn cô. Vài bữa nữa đó là đám cưới nó rồi, mà nhà lại không còn tiền, không biết phải làm sao đây nữa. Nè, ông đi đâu vậy? Tôi hẹn với người ta để qua rò lại cái nhà. Ông làm cái gì vậy? Bộ cưới con dâu là sâu con mắt hả? Chuyện gì tới thì nó tới, bây giờ ông lo cũng không có được. Vậy bây giờ ông không ăn cơm hay sao? Thôi, bà ăn đi, để tôi đi kiếm ít tiền. Anh ơi, đau, đau, trời đau quá, gãy rồi. Gãy gì? Thì gãy cái giường. Chọc em. Em biết ngay á, là về nhà, có anh ở nhà liền hả? Nè, sao biết? Thì em mà. Thông minh quá ta. Anh không nghe câu người ta nói, cô đây là đệ nhất trí tuệ, giang hồ mỹ nhân hả? Anh này, chọc quê em hả? Chọc em hả? Anh đâu có chọc đâu. Đây nè, hả? Không giỡn nữa, cho anh coi này nè. Đây. Coi đi. Ai vậy? Anh đoán thử đó là ai? Ngon quá rồi. Ngon quá. Đã thủ vậy đó. Quá. Mà có bà làm đúng không? Mà sao rồi?
Ơi, bữa đất. Mạnh quá ta. Cho bình bia đi. Muốn đi. Hôm rồi khá không mày? Khá khá con mẹ gì. Làm ăn mà cứ bị mấy cái thằng không ra gì nó đè, tức chết mẹ. Mẹ tao dặn không hết. Nhưng mà tao sợ, tao sợ mấy thằng tiểu nhân á, chứ sợ gì mấy thằng quân tử. Tao hỏi mày nè, tao đang chia bài, nó biết mánh, nó chỏ vô là chết mẹ luôn á. Thôi quên đi, lo cái này nè. Nè. Về đây. Cất đi. Như vậy. Mẹ nó, cất đi. Hai Thọ, mày về làm với tao nha. Mày cho tiền thì tao lấy, nhưng mà xài đồng tiền bất nghĩa thì không nên đâu mày. Mẹ mày. Cái vách tường nó cũng có lỗ tai nha mày. Sợ thì đừng làm. Mẹ uống đi. Quá. Bữa nay bà nội sao mà hên dễ sợ luôn. Nè. Sao mày? Nói mày đó. Nè mày. Này của tao nè. Rồi. Quá ơi, đẹp như bà đi. Xui quá. Ơi. Qua đi. Nè nè. Nè mày. Trời. Mày. Lâu quá, nó nghĩ như vậy. Nãy giờ tao thua nhiều rồi, binh lẹ đi nha. Đã, đã. Trời ơi. Ba phé ba nơi. Mẹ nó. Sẵn sắp chi đầu ABC. Chết sắp sẵn. Đấm vô mày. Tâm Thông. Đổi tao bài mới coi. Bài mới mà đổi cái gì? Đáng xui tao đổi bài gì đâu mà dữ vậy. Mày đâu sao đánh vô đi. Cái lá phí này đi. Để gọn vô đi. Về đi. Từ Le, khỏe mày? Chơi lâu chưa? Chơi từ sớm tới giờ. Ê, mày sao xui quá. Bài đen như mõm chó. Này quá mày. Nè. Dạ. Mày ăn thua với tao luôn à? Tự. Rồi ơi. Đè luôn mày. Đè. Nè. Để sao cái coi. Chập chân khùng hên cũng phải hên. Bài mới phải không? Đây tao chia cho. Đàng hoàng á. Tao cái mà. Tiền đâu ông nội kia, bóc ra. Ừ mày. Phuông cái dữ. Mẹ tới này đó. Mẹ nó. Muốn kinh thì kinh đi. Mày nó có bài. Nè. Bội học lẹ đi. Rõ ràng với thanh thiên bạch nhật nghe mày. Xong phẳng nha. Rồi rồi. Quậy tại giờ mấy gián có vàng lận nó ăn rồi. Sao Tư Le? Công bằng rồi phải không? Lên con. Nè mày. Nè mày. Mậu binh. Lẹ kìa. Tới vòng rồi đó. Qua luôn. Xuống nè. Dạ, anh gọi em. Anh Tư muốn biết thằng cha già đó là ai, ở đâu, làm gì, mà giúp anh Tư được không? Dạ, em biết rồi. Ừ, đừng nói cho Lệ Lệ biết, xong anh thưởng cho. Có vậy thôi hả anh? Đi đi. Dạ. Ông
Ông tối nay ông về sớm sớm chút nha. Ngày nào cũng đi tới khuya khoắt, tới gần sáng mới về không hả? Tôi biết rồi. Rồi con Lệ Lệ còn làm ở đó không? Còn chứ sao không. Sắt á không phải sống dữ, nhưng nó dìm chết người đó. Ông liệu cái hồn đi. Bà nói cái gì kỳ vậy? Thì độ rài, tôi nghe nói con Lệ Lệ nó lên mặt dữ lắm. Rồi ông mặt nặng mặt nhẹ với đứa này đứa kia. Nó mét với tôi hết rồi. Ai nói? Đồn tầm bậy tầm bạ hả? Bậy hả ông? Bà nói như vậy, mấy đứa nó còn coi tôi ra gì nữa? Bà không thấy hả? Bao nhiêu đại gia vì nó mà đem tiền tới dân cho hai vợ chồng mình. Bây giờ không cưng nó thì cưng ai bây giờ? Vui đó rồi đau đó. Cái gì cũng có cái giá của nó hết đó. Rồi đây á, thế nào cũng có một cái vụ tạc ác xít gì đó. Ông liệu hồn đi. Tôi mệt bà quá, tôi đi làm ạ. Đi mày, đi mày. Anh, ma mày. Ủa chú, mày với ông Kiền Bảo tới công an làm gì hả? Anh, em đi làm hộ khẩu. Ông Kiền Bảo ông Miễu. Anh, ma mày, mày có tin tao bắn nát đầu mày không? Anh dám tới công an tố tao hả? Anh, em xin anh, em thề đó, nếu mà em nói sai thì anh cứ bắn chết em luôn. Ma mày, mày tiêm mũi hoành tráng lắm mà. Giờ sao hả? Em xin làm như lời mấy anh dặn. Còn tụi bay, dạ, đem súng ra đây chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ thời lúc nào thì đi xử. Dạ, dạ. Mày nghe rõ chưa mày? Em nghe rõ rồi à. Giới thiệu với mọi người. Dạ. Đây là anh Tú tài xế. Dạ. Dạ. Hai ngày nữa thì gia đình mình có người mới đến ở. Mong các anh các chị giúp đỡ người mới. Dạ, dạ. Cho uống nước đi. Dạ. Cháu phải đọc kỹ hồ sơ vụ án Sáu Trăng. Vụ án Sáu Trăng là một nỗi nhức nhối trong chú. Lúc đó kỹ thuật nghiệp vụ của mình chỉ là kinh nghiệm. Lúc chú tới đó thì theo tìm hiểu thì hổ trảo công là một ngón giỏ mà chỉ có những cao thủ trước kia mới sử dụng được. Kẻ giết người giả mang kia cũng có thể là một cao thủ. Nếu căn cứ vào ngón đòn hiểm độc đó thì bây giờ hắn cũng đã 70 rồi. Dạ thưa chú, không đúng. Cháu cũng biết xài hổ trảo công. Anh Bảy Thảnh cha cháu thì quá nổi tiếng rồi, còn cháu thì làm sao? Dạ, hồi đó ba cháu bắt cháu tập bằng trái dừa khô. Ý của cháu muốn nói đây là hổ trảo công vẫn còn được lưu truyền, chứ không phải đã mất đi. Gì vậy? Hả? Chú bình tĩnh. Tôi là cảnh sát. Cảnh sát? Tôi là Hai Săn. Tôi chuyên bán thuốc sổ lãi, rồi bán kim chỉ, rồi bán vàng Hồng Kông ở cái chợ này nè. Ai cũng biết tôi mà. Tôi đâu có làm gì đâu chú. Hả? Chú cảnh sát, chú có biết một người tên là Sách không? Sách hả? Anh ta có quan hệ gì với chú? Thằng Sách nó hồi nhỏ nó là nó cùng quê với tôi. Ba má của nó với tôi là chỗ thân tình. Trời ơi, thấy tội nghiệp. Ơi, thiệt tội nghiệp lắm chú ơi. Nó mồ côi mà.
mà cũng phải chạy đi kiếm sống chỗ này chỗ kia. Nhưng mà bộ nó làm gì hả chú? À không, chẳng qua là tôi thấy chú với nó hay đi uống cà phê với nhau. Tôi nghi ngờ là Sách nó bỏ thuốc sổ dởm cho chú đúng không? Dạ không. Trời ơi, thiệt là những cái thứ đó tôi mua ở chợ lớn mà. Vậy anh ta làm công cho ai? Hiện giờ ở đâu? Dạ tôi đâu có biết. Nó kín miệng lắm. Nó nói là nó làm gì ở trong xã, ở trong cổng á. Mà tôi hỏi hoài mà nó có nói đâu. Anh ta không nói gì cho chú nghe hả? Dạ không. Dạ dạ có. Dạ nó nói là nó được ông bà chủ cưng nó lắm mà nó hiền khô nghe chú. Nó có lượm được vàng cả một bịch của gia chủ mà nó trả lại đó. Tội nghiệp mà ba má nó cũng vậy, hiền lắm chú ơi. Nè, chắc chắn là anh ta không dính gì tới vụ thuốc sổ lại dởm này chứ? Dạ chắc. Dạ tôi thề, nếu mà tôi nói sai cho xẹt cán tôi liền đi. Chú đừng có kể cho anh ta nghe những gì mà tôi hỏi chú nghe chưa? Tôi thề tôi không kể cho ai nghe hết trơn á. Tôi thề luôn. Được rồi, cảm ơn chú. Chào chú. Chào cậu. Mẹ bà, tới cái chuyện mà bán thuốc sổ lãi dỏm mà nó cũng biết nữa trời. Kiểm tra cửa nẻo kỹ chưa? Dạ, con đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi ông. Ông vô phòng đi ngủ đi, để con canh nhà cho. Tôi khó ngủ quá, pha cho tôi ly cà phê. Dạ. À mà nè, tắt hết đèn đi cũng được. Dạ rồi ạ. Khuya rồi, nhẹ tay thôi Sách ơi. Alo anh ơi, nhà tôi có cướp. Giết hết tất cả chưa? Chỉ còn mình thằng Sách thôi. Thì chỉ bằng được đó, giết nó luôn. Ok. Kể cả tên Sách cũng đã bị giết. Mời thủ trưởng vào trong xem. Tú, chỉ nhập à? Cho
cháu nói lại những dấu chân mà hung thủ để lại trên tường cho chú nghe. Thưa chú, là cháu thì không được học, ba cháu thì không có dạy, nhưng mà theo cháu được biết, đây là một môn khinh công. Ở Trung Quốc người ta gọi đó là bích hổ công hay là bích hổ du tường. Sách nhu thuật ninju của Nhật cũng nói đến môn này. Với ninja, tương truyền khi bị bắt, họ có thể đái vào miếng vải và dùng công lực đập nó lên tường, hít và thoăn thoắt thoát đi một cách nhanh nhất. Còn ở bên mình thì người ta gọi là triển nhập. Ba cháu nói là một số người lính đặc công của chúng ta có thể làm được môn này. Bạn bè ba cháu còn có ai mà cháu biết không? Cháu không còn liên lạc được với ai hết. Chào chú. Thưa chú, theo những thông tin của giới giang hồ bàn tán về vụ cướp của bài báo đưa tin sáng nay, thì tên cướp người ta gọi hắn là tên cướp bí ẩn. Tên này đúng là một người thân thủ phi phàm. Báo cáo anh, duy nhất cái xác của tên Sách đó không nhận dạng được. Theo những người mà thấy tên Sách cuối cùng mới khẳng định là hắn ta mặc bộ đồ đỏ. Theo mô tả dốc dáng và chiều cao thì cái xác đó chính là tên Sách. Đưa người đàn ông có tên là Hai Săn đến nhà xác pháp y, có thể ông ta sẽ xác định được Sách. Tôi tìm chú mấy bữa nay, chú có chắc đó là Sách không? Có. Có bữa nó gặp tôi lần cuối, nó cũng bận hết bộ đồ đó. Nó than buồn, cô vợ chồng ông chủ biết con gái họ thích nó nên có ý ngăn cản. Nhưng mà nó đâu có tình ý gì với con gái của họ đâu. Rồi họ chửi cái gì đó đụng chạm tới nó. Trời ơi Sách ơi. Chú biết Sách từ lúc nào? Tôi cộng nó từ hồi nó còn 2-3 tuổi. Hồi đó nó còn đái dầm từ đầu xuống tới chân nè. Trời ơi Sách ơi. Vậy làm sao chú biết chắc đó là Sách? Phải Sách không? Đúng là nó rồi cậu ơi.
Rõ ràng cánh tay này đâu có gì đâu, sao ta lại xác nhận là sao? Hành lý của em nè em ơi. Cảm ơn anh. Của ông là cái rương gỗ phải không? Dạ. Rồi, chờ chút nha. Má, đừng cái gì ở chổng mà nặng dữ vậy cha. Kẹp búa đục đẽo thôi mà. Tên thanh niên khả nghi lúc nãy rõ ràng thì mới đứng đây. Nếu còn hành lý thì chắc chắn là nó sẽ quay lại. Không lẽ nó biết tụi mình đang theo dõi nó sao? Đi tìm thử. Đi. Ê, sao lâu vậy mày? Thằng quỷ nó đi thành phố mà nó đem kìm búa nặng muốn chết, nó đâu mất tiêu rồi. Kệ mẹ nó, bỏ lên đi. Trễ giờ tao rồi, mai rồi tính. Rồi, lẹ đi. Dạ thưa cô, dạ xong rồi. Chủ nhà có dặn tôi đưa tiền cho chú, bao nhiêu vậy? Dạ, dạ 300 ạ. Ừ, vậy chú đợi tôi một tí nha. Dạ. Đây, tiền của chú đây. 300 đủ. Dạ. Thôi, tôi biểu chú thêm 200, chú giữ đi. Cảm ơn cô. Cô tốt quá. Còn đây, con có cái áo biếu chú. Chú coi con chú có ai to con mặc được không nha. Dạ, tôi có thằng con, nó bự con lắm. Mà áo mới đó, chú coi con chú có bận vừa không, nếu không thì chú cho ai cũng được. Dạ. Dạ tôi về. Dạ. Sắp tới đám cưới con tôi còn chưa biết xoay sở sao đây cô ơi. Người dư thì dư quá, người thiếu thì thiếu quá. Nè, dừng đây được rồi. Cảm ơn anh. Bao nhiêu vậy? Dạ 50. Nè, em gửi tiền nè. Cảm ơn anh. Cảm ơn nghe. Dạ. Trời ơi, em tìm được anh em mừng muốn chết luôn á. Hỏi ra chỗ này từ hồi chiều mà bây giờ em mới tìm được tới đây. Con lại cha, cha đi đâu vậy? Em chỉ định đi kiếm cái gì ăn cho đỡ đói bụng. Đi riết rồi lạc qua đường Nguyễn Chánh Chiếu, rồi đường Triệu Quang Phục gì đó. Lạc vô cái chợ Toàn Giải không à. Mày vô tới chợ Sói Kình Lâm lần hả? Em dân tỉnh, đâu có rành đường ở trên này. Anh cho em xin lại cái rương. Mày mà tới trễ á là tao giao cho công an luôn rồi đó. Mà hồi trưa nè, có công an đến đây lùng sục kiếm bắt thằng cướp tiệm vàng Kim Báo đó. Đừng nói tao mày là thằng cướp đó nha mày. Trời, em mà có gan á, em cũng đi ăn cướp rồi. Giỡn chơi với mày vậy thôi, ra đây. Dạ. Yeah.
anh cho lên gia giúp em. Giá như đây về tới chỗ cũng ná thở hả mày? Ok, em cảm ơn anh. Rồi, về đi mày. Em đi nghe. Lại trời đất, lại cổ quyền thất tổ. Nếu nó còn sống mà lỡ nó dạy đi theo con đường mê thì xin trời đất cổ quyền thất tổ phù hộ độ trì cho nó quay về. Chị hai ơi, em mừng quá, em mừng quá. Khi cái xác chết không phải là nó, nhưng nếu vậy là nó giết người rồi. Anh chị sống khôn thác thiên dẫn nó quay đầu là bờ đi. Người miền Tây vốn trọng nghĩa, hai săn có chết cũng chưa chắc khai ra sự thật. Như vậy rõ ràng Sách là thủ phạm của cuộc thảm sát. Hắn đã mượn tay bọn cướp rồi bất ngờ ra tay, khiến Phú Lửa và đồng bọn trở tay không kịp. Đồng chí Thủy cùng tôi kiểm tra phòng số 12. Rõ. Còn đồng chí Cát đi cùng với tổ trưởng qua kiểm tra phòng số 4. Rõ. Mấy ông bố cái vụ Vĩnh Long thôi, cái vụ đó lớn quá mà, quá trời người chết luôn đó. Ủa vậy hả? Chết mày, tao không có giấy tờ, liệu có sao không ta? Trời, thôi vậy á, bây giờ anh chui vô toilet trốn đi, quăng hết đồ lên giường em, để em ra nói chuyện với người ta. Đi, nhanh lên đi. Đề nghị mở cửa cho kiểm tra hộ khẩu. Chào em. Dạ. Xin giới thiệu với em, chị đây là tổ trưởng dân phố, còn đây là cảnh sát khu vực. Dạ chào cô, chào mấy anh. Hai Thọ, mày hỏi gì? Tao hỏi mày, đã tỉnh chưa? Có gì đâu mà tỉnh chứ không tỉnh. Nè, cất đi, xài ít thôi nha. Nè, Hai Thọ nè, tao phải lặng một thời gian, mày đừng kiếm tao, hiểu không? Nếu cần, tao liên lạc lại với mày. Sao vậy? Đừng hỏi tại sao. Dạ anh. Thôi được rồi. Dạ. Cảm ơn anh đã hợp tác. Dạ chào anh. Dạ chào anh, chào mấy anh.
Cô bạn đi hết chưa? Dạ rồi. Mày thấy chưa? Nghe lời mày á là dính chữ rồi đó. Để lát nữa anh mời mày đi uống cà phê. Anh hay thiệt đó. Anh chưa hồi nào vậy? Nhanh lắm em. Sơn có tìm gặp anh chưa? Rồi. Hải Sang chỉ là người của một thời. Hơn nữa, với một người trọng nghĩa như Hải Sang thì khó mà moi được gì. Mặc dù ông ta có biết đôi chút gì đó về sách, huống hồ chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Nếu vậy cũng không thu được kết quả gì sao anh? Có chứ. Cuối cùng thì Hải Sang cũng cho biết một người chiến sĩ cách mạng lão thành hoạt động mật cùng với cha Thanh Sơn. Đó là ông Bảy Thức, hiện đang sống bằng nghề bốc thuốc ở Rạch Giá. Thưa anh, tại sao phải quay về chừng ấy năm để phá án? Có một lý do rồi các bạn sẽ hiểu. Đôi khi luật pháp cũng phải cân nhắc đến cả một quá trình thì mới thấu tình đạt lý, mới đúng người đúng tội, không oan sai sót lọt. Đi hả anh Bảy? À... tôi mà không nể mặt anh á là tôi đập cái thằng bạn già của anh một trận rồi. Mày muốn cái gì? Kèo đang thơm mà anh bỏ anh đi. Anh hỏi tôi muốn gì à? Bây giờ thôi nè, bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày muốn làm á thì mày kiếm người khác đi nghe Tư Lê. Chứ tao bây giờ cũng lớn tuổi rồi, tao già rồi, tao không làm được nữa đâu. Tao giải nghệ nghe. Vậy thôi. Với lại Tư Lê nè, tao nói cho mày biết là bây giờ tao già rồi, cái mắt cái mũi tao nó kém lắm. Thôi nghe, tao dạy nghề vậy ha. Anh Bảy, anh không đi đâu hết. Tôi gài kèo, anh luộc 73, ý như vậy. Mẹ nó, mày đừng có dồn tao quá nghe Tư Lê. Kìa anh Bảy, tôi biết anh một thời giang hồ nổi tiếng cùng với một thằng cha võ sư nào đó, khắp lục tỉnh miền Tây bay tới Nam Giang. Xưa rồi anh, nhưng lịch người ta nghe đi nghe lại nhiều lần, cũ rồi. Tụi bay có dọn dẹp đồ đạc lại đàng hoàng cho anh Bảy, nghe chưa? Dạ đại ca. Dạ đại ca. Mà anh Bảy ngồi. Sao? Đồ đạc đúng chỗ chưa anh Bảy? Nó giống như á là nó thuộc lòng y như ở trong nhà anh luôn vậy. Anh á mà ho ở một cái là nó biết hết. Anh Bảy, hay là anh cần tụi nó canh cho anh ngủ không? Không cần hả? Vậy thôi, vậy để cho hai tụi nó về ha. Vậy hả anh Bảy ha? Ngủ đi. Chú mệt không? Không, chú chỉ nôn tới nơi thôi. Còn chừng 10 cây nữa thôi. Mấy đứa có mệt muốn ghé quán nào thì cứ ghé nghe. Dạ. Mệt thì ghé nghe bác Tài. Dạ. Chứ tôi hả, không có mệt đâu. Dạ. Để cho anh Bảy Thức không mất tự nhiên, lát nữa xuống mấy đứa cứ giới thiệu chú là nhà văn nghe. Dạ. Dạ thầy mới về. Dạ để con cầm. Hôm rồi có ai hỏi ông không? Dạ không ạ. Thầy đi có mệt không ạ? Chú ơi. Không đâu con. Vé số đi chú. Chú không mua. Chú không mua đâu.
Chú ơi. Con bà ha. Ừ, thật công nhận á, nguyên cái giải này á, chỉ có cái quán này á, tôi thấy được. Con đang gì chưa? Dạ chưa. Chú nói hả, lên mấy cái quán trên kia kìa. Trời ơi, bán mắc mà ăn không có ngon. Ừ. Con ngồi đi. Đây bà, nghe nói con một buổi sớm á, chuẩn bị đám cưới đúng không? Đúng rồi. Dạ con ở đâu? Bà hình như á. Dạ nhà con ở xa lắm. À, nè, anh đi con. Dạ, cảm ơn chú. Ăn đi. Dạ. Mình ngồi đây nghe chú. Ăn từ từ không thôi mắc nghẹn. Chú muốn ăn món gì cứ gọi đi. Con cũng mới vừa ăn trưa xong. Trời ơi, sao cô Lệ Lệ không nói? Dạ, tôi cũng mới ăn rồi. Cảm ơn cô nhiều nghe. Không sao đâu, chú đừng có ngại. Chú gọi đi mà. Dạ chú, chị ăn gì ạ? Cho chú sườn bì. Dạ rồi ạ. Trà đá luôn nghe con. Cô Lệ Lệ cứ cho tiền tôi hoài, tôi biết làm sao trả ơn cô đây. Con bé Hai chắc lớn lắm hả chú? Nó có gặp chú không? Nó giờ đẹp lắm mày ơi. Nó gặp biết cái thằng cha gì đó, tao quên mất mẹ rồi. Nói cái quên ngang. Mà nó đẹp mà nó sang lắm. Nó ở thành phố. Có lần tao gặp lại nó, nó tên cô Lệ Lệ gì đó. Đồ ăn ở đây họ nấu rất ngon. Hợp khẩu vị. Bởi vậy con mới mời chú tới dùng. Dạ. Có ai ở nhà không? Cho hỏi, có ai ở nhà không? Dạ, xin lỗi anh tìm ai ạ? Đây có phải là nhà bảy thất không anh? Dạ, anh có hẹn trước với thầy em không ạ? Không, xin lỗi, phiền anh vô báo là có người quen cũ cần tìm. Dạ. Dạ, thầy em xin lỗi, là thầy em đang bận ạ. Em cứ vô báo là có hai thảnh ở Campuchia về. Dạ. Ai vừa xưng danh hai thảnh vậy? Bác Bảy, con là con của ba Thu. Trời, với là hai thảnh. Mày là con ba Thu à? Trời ơi, mày giống cha mày quá vậy hả? Nè chú. Bé Hai. Anh Sách. Mình vô nhà đi anh. Anh ngồi đi. Ngồi đi. Để em cất túi sách cho. Thôi, không cần đâu. Anh sao vậy? Anh đâu có sao. Nhà của em à? Em làm gì có số tiền lớn mà mua căn nhà này. Anh có mệt lắm không? Thôi, anh đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi. Đưa cái giỏ em cất cho anh nha.
Tôi cặm cụi ghi chép hết lại cái chuyện của cha thằng Sơn bị giết, cả cái chuyện của anh Hai Phi Hùng. Nhưng mà chuyện của anh Hai Phi Hùng á, tôi chỉ nghe kể và ghi lại thôi. Quan có đầu, nợ có chủ. Hai Săn về trước á, đã bán đứng Hai Thảnh, chẳng qua cũng là vì chuyện hiềm khích cá nhân. Ba của mày với chú là kẻ thù. Tôi còn nhớ đại lực sĩ Hà Hà Châu, rồi anh Lý Lăng Sơn nữa. Dạ. Cùng một số người khác. Thì họ sống bằng đơn thuần nghiệp võ thôi mà. Dạ. Nghe nói đâu anh Hà Châu cũng vừa mới mất. Dạ, anh nói anh Phi Hùng là anh Phi Hùng nào ạ? À, đừng có lầm. Giữa Hoàng Phi Hùng và Hai Phi Hùng, Hoàng Phi Hùng mới là võ tuồng, còn Hai Phi Hùng á là dân Sơn Đông, tài hoa, có bà vợ đẹp nổi tiếng đó. Ủa, quý khách nào đây? Anh là... Tôi là ông xã của Lệ Lệ. Anh nói gì kỳ quá vậy? Ờ, anh đây là... Tôi là Hai Tâm, anh trai của Lệ Lệ. Anh trai của Lệ Lệ. Anh vợ, xin chào. Uống nước đi anh. Nè, xin mời. Lệ Lệ, sắp tới giờ đi làm rồi đó. Mà em có nhớ tối nay hứa gì với anh không? Tối nay em bận việc nhà rồi. Sao kỳ vậy? Thôi, tùy. Anh đi ạ. Đi nha anh vợ. Chuyện này dài lắm, có gì em sẽ kể cho anh nghe. Anh đã trải qua những ngày tháng tận cùng của đau khổ khi không có em bên cạnh. Thôi được rồi, bây giờ anh ăn đi, để nó nguội hết, ăn không có ngon. Trên con chó yên lặng cúi đầu tân theo lệnh sâu, đừng đem ngọn lửa kia mà thiêu quỷ một quỷ quen, đừng đặt thờ lưng cánh kiếm thép cũng xin được. Ê, ông già, gì à? Gì à? Tụi bay là ai hả? Qua đang đi là phải để cho qua đi, qua đây mà lôi lại là có chuyện rồi nha. Tụi bay là ai, muốn cái gì? Mày biết tôi lè lại không? Tôi lè nó là con mẹ gì mày nhắc tao ngứa lỗ tài quá. Dừng lại, mẹ nó hả? Người ta đáng tuổi cha tuổi chú, tụi bay cũng không tha nữa hả? Giang hồ con mẹ gì kỳ vậy? Giang hồ tôi le đó. Tôi le hả? Kêu tôi le tới đây gặp tao. Liệu hồn hay ông đó. Giọt lẹ thôi. Rồi bỏ đi mày đất. Ông anh của em đâu rồi? Em sao vậy? Anh là anh trai của em, anh là chồng của em, khác nhau, có gì phải khó chịu? Anh học cách móc họng ở đâu ra vậy? Móc họng hả? Cô có được ngày hôm nay là do ai mà cô lại dở cái giọng đó? Bây giờ anh đang khóc kể đó hả, công tử miền Tây? Tôi không có khóc kể gì hết á, nhưng tôi bực cái cách cư xử của em thôi. Anh bực, anh khó chịu lắm hả? Anh bực đến nỗi không nhận ra anh là ai, hay là anh đang ghen? Lạ anh nha. Ghen là ghen sao? Hả? Anh là anh của em,
Hả? À mà phải hả? Tôi ghen với thằng nào mà ngủ với cô thôi. Còn anh vợ mà ghen, ghen là ghen cái gì hả? Nhưng mà thôi, hành động của cô á nói lên hết rồi. Nếu mà cần tôi á thì liên lạc với tôi, không cần thì thôi. Ý anh nói gì? Cần là cần cái gì? Thôi được, nếu cô hỏi thì tôi cũng nói thiệt luôn. Thí dụ như là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền mua sắm, tiền cho cô chứng diễn, đủ thứ hết luôn ha. Có gì liên lạc, cần thì liên lạc. Nói đi. Nói cái gì? Tôi đã nghe hết rồi đó. Cũng phải thôi, tôi thòi thóp gắng gượng. Chính Tư Dịnh là người chìa tay kéo tôi lên. Tiền trao thì cháo múc thôi. Em nói cái gì? Tôi xin lỗi. Em chấp nhận hết tất cả để có được một niềm tin, chỉ một thôi. Và bây giờ nó đã đến. Cho em niềm tin đó hay không là tùy ở anh. Cái giỏ của anh đâu? Hả? Cái giỏ của anh đâu? Quẹm đó, quẹm hết đó. Em đừng hỏi gì hết, đừng bao giờ hỏi. Chừng nổ năm, anh cũng chỉ chờ đợi phút giây này. Anh đã giữ nó gần 15 năm. Em có còn nhớ ngày còn nhỏ em cầm trái lựu, em đã nói gì với anh không? Những hạt lựu của má anh cho em bây giờ đã biến thành ngọc thật rồi đó. Bá hai nói là để hai bữa nữa là hạt lựu ở trọng á nó sẽ thành ngọc. Nếu mà nó thành ngọc, em kết một sợi dây chuyền bằng ngọc luôn. Ngọc gì mà ngọc, ăn đi. Mà mày thích dây chuyền ngọc hả? Để đó anh mua. Thiệt hả? Anh sắp hứa nha. À, em quay lại đi. Để dành tặng riêng cho em. Thank you.
Từ từ. Dạ. Dạ chào anh. Lẹ lẹ đâu mà chú ngồi một mình mơ màng vậy? Anh ngồi đi. Ừ. Dạ anh dùng gì ạ? Cho anh cà phê. Dạ. Sao? Bộ hai đứa giận nhau hả? Đâu có. Giận dỗi gì đâu anh. Chứ sao? Em á, em thương Lệ Lệ muốn chết vậy đó. Cái gì cũng có thể tha thứ được hết. Yêu có nghĩa là không bao giờ ân hận phải không anh? Mời anh ạ. Ừ, cảm ơn em. Dạ. Chú mày cũng muốn đi. Dạ, mời anh. Phải nói nghe, Lệ Lệ mà không có chú là không có ngày hôm nay. Đã mang tiếng trượng phu rồi, chú xử đẹp như vậy á, tôi chịu. Để tôi gặp nó rồi tôi nói chuyện. Ê, nè, anh đừng nói với Lệ. Lệ Lệ khó tính lắm mà. À, thôi được rồi. Chú ngồi uống cà phê nha. Tôi qua bên kia tiếp khách một chút. Dạ. Vậy nha, tôi đi ạ. Chào anh. Chào chú. Căn cứ theo những mẫu chuyện rời rạc của ông Bảy Thức thì ta có thể nghi vấn Sách là con trai của một người nào đó cùng thời với Hải Sang. Quan hệ của họ trên cả thân tình, tạm thời cháu để cho Thanh Sơn thay vào vị trí của cháu. Vì lần tiếp cận vừa rồi Hải Sang tỏ vẻ mến nó, bởi vì nó là con trai của anh Hải Thảnh. Thưa chú, nhưng mà con thấy Thanh Sơn còn non nghề quá. Không như cháu tưởng đâu. Còn phần cháu ra soát lại tất cả những thành viên trong băng nhóm của Phú Lửa, xác định xem chúng là đồng bọn của Sách hay chỉ là những quân cờ mà Sách sử dụng trong nước cờ mượn gió bẻ măng ở nhà Kim Báo. Rõ. Dạ mang hôn. Nghe đầu thằng nhỏ nó cũng chống lại. Dạ, con hiểu rồi. Anh đã bị bắt. Anh Sách, có chuyện gì vậy anh? Không sao đâu. Bà mẹ, mấy cái miếng nem này với mấy trái xài tượng rồi chấm nước mắm đường thì hết biết luôn. Mấy thằng bây giờ chơi mỗi thằng một ly, coi nó sang nhưng mà không có tình cảm, đúng không? Coi vậy à? Chứ mấy anh em người ta ngồi ngồi quanh mình đông lắm con. Phải kiếm một cái. Dạ. Dạ. Sao? Mày thấy bài thức sao? Có một chuyện mà bác Bảy nói về chú Hai. Tao hả? Sao? Bác Bảy nói chú Hai bị ép quá nên mới khai chỗ ba con. Được vậy thì tao cảm ơn bác Bảy mày nhiều lắm. Nói thì không ai tin nên tao đành phải im lặng chừng đó năm.
tụi nó sẽ giết tao nếu tao không chịu nói cái chỗ ba mày. Còn một chuyện đáng chú ý là bác Bảy nói về cái chết của bác Hai Phi Hùng. Thì dạ lúc đó Bình Miên đâu có biết. Bác Bảy nói sợ gì bác Hai Phi Hùng chết là vì tư thù cá nhân phải không? Đúng, bác Bảy mày nói đúng. Hai Phi Hùng không bao giờ ăn cướp. Đêm đó rõ ràng có người báo là có bà đẻ đang trở bụng nên bác Hai mày mới... Mà thôi, chuyện qua rồi. Chú không được cắn can, chú phải kể tiếp. Bác Hai mày bán thuốc cao đơn hoạt tán, có biết gì về đẻ chữa đâu. Nhưng mà gấp quá rồi, ông cũng khăn gói lên đường đi cứu người. Cái lúc vô đầu xóm cũng tầm giờ này nè, mà lúc đó thì vắng lắm, xa lắm mới có một cái nhà. Mà cái tật của ổng á, đi đâu cũng có cây nhuyễn kiếm thắt quanh hông vậy nè. Vậy thì thử hỏi, dễ gì mà rờ được tới cái móng chân của ổng. Ai ném đá dấu tay vậy chú? Sau này tao mới biết là thằng Sáu Trăng nó giàu có vì buôn thuốc phiện từ Cao Miên về. Bác Hai mày biết nó dụ ổng đi theo không được nên nó làm thịt luôn. Sáu Trăng? Ừ. Trời cao cũng có mắt. Gia đình Sáu Trăng về sau cũng bị tuyệt tự luôn. Rồi tôi cướp vô giết sạch. May mà hôm đó thằng Sách nó không theo anh đi chữa bệnh, không thì chắc thằng Sách cũng không còn sống đến giờ. Xem con chưa ngủ. Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Em phải tin anh chứ. Anh Sách, em yêu anh. Em có thể hy sinh cả mạng sống này để được ở bên cạnh anh, nhưng em không thể nào chấp nhận anh nói dối. Anh không lừa dối em, chỉ là anh chưa nói được. Vậy thì em sẽ chờ như em từng chờ đợi anh. Anh cảm ơn em rất nhiều vì điều đó, nhưng đây chưa phải là lúc mà hai chúng ta đoàn viên. Anh có một điều kiện. Anh nói đi. Anh sẽ giải quyết nợ ơn nghĩa với Tư Dịnh để cho em được tự do. Số tiền anh để lại, em đi tìm một nơi nào đó rồi sẽ trở về. Anh làm gì em cũng nghe theo, nhưng mà anh định đi đâu? Em biết anh mà. Anh muốn, anh muốn một khát vọng làm người, làm người một cách đúng nghĩa. Cho tới bao giờ anh mới làm người đúng như mà anh mơ ước? Em tin anh đi. Cũng không còn lâu nữa đâu. Khi mà anh tỉnh táo hoàn toàn,
sau một cơn ngủ mê. Anh xin lỗi, tại vì anh thấy sợi dây chuyền của em đẹp quá. Chị em nhìn sợi dây chuyền này chắc thích lắm. Thế nào á, bác cũng tìm mua một cái giống như em cho coi. Đẹp lắm. Dạ. Anh khỏe không? Anh bình thường. Anh ngồi đi, chờ em chút. Cô cho con hỏi thăm tí. Cái gì vậy? Hỏi chuyện gì? Cô biết nhà của bà Hai Phụng Hiền ở đâu không? Chú ra ngã ba này quẹo trái, thấy cái nhà có cái cổng là nhà của bà. Bên này hả cô? Đúng rồi. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ, cho con hỏi thăm đây có phải là nhà của Hai Phụng không ạ? Đúng rồi, mời con ngồi đi. Dạ. Kiếm tôi có chuyện gì không? Dạ, bác cho con hỏi, bác có phải là vợ chú Sáu Trăng không? Bác kể cho con nghe chuyện của chú đi. Nói chứ ở miền Tây này hiền lắm. Rồi đâu khi không á, nổi lên cái vụ á, động trời vậy đó. Nó giết sạch sành xanh chú ơi. Ông nhà tôi á, tổng cộng á, 6-7 bà. Hai bà có con á là tôi á với bà lớn. Con gái tôi á hồi đó vượt biên á rồi lấy chồng ở bên Mỹ. Thằng con bà lớn á in như lạ, nó tên là Long Hồ. Bị hồi sanh nó ở bên ngoài á, ở Long Hồ á, bên Vĩnh Long đó. Mà cái thằng đó nó ham chơi lắm, sẵn có tiền của cha đó, nó quậy quá trời luôn. Lúc xảy ra cái vụ cướp á, không biết nó có nhà không nữa. Mà lúc hay tin á, mấy bà vợ của ổng về hết luôn á. Có người thì nói nó chết, còn có người thì nói không phải nó. Rồi biệt tâm tới giờ luôn à. Bác cho con hỏi là những người sống cùng thời với lại bác trai còn sống ở đây không bác? Đây là quê tôi, có biết ổng đâu. Mà cái ông gì á bán đồ lạc son ngoài chợ á, tên là Hai Xăng hay là Hai Bắn gì đó, có lần gặp rồi mất biệt luôn à. Mày còn cái nhà ai hả? Mẹ nè. Xin lỗi nha. Dạ không sao chú. Nhỏ chú quán đâu rồi? Dạ nó đi học rồi chú ơi. Thôi tính tiền đi. Chú uống gì thêm không? Con lấy cho. Thôi khỏi tính tiền đi. Để con lấy thêm cho. Ê. Nè tính tiền tao lỡ gạt cái ly đổ. Nè chú. Trời đất ơi, tao đã nói tính tiền rồi mày bưng chi nữa, tao hết tiền rồi. Chú uống đi, con pha cho chú ly mới. Con mời chú hả? Chú uống đi. Ủa bác Hai. Bữa giờ xong ghé quán con.
À, tao bận quá. Anh để đó lát em làm cho. Anh hai, bác hai đó cùng quê với anh đó. Vậy hả? Dạ, một thời ngang dọc nha anh. Bán thuốc sơn đông mãi vỏ, từ đây qua tới Campuchia luôn đó. Tội, nhớ gì quá khứ hoài hả? Bây giờ ông sống lang thang rồi, hên có ông bạn cùng gánh sơn đông á, rước vợ ở chung. Tội lắm. Ê mà ông sống nghĩa khí lắm nha. Ừ. Thằng Thuận Phà mới nhắn tin rủ em đi ăn sáng á. Lệ Lệ à. Dạ. Anh có chuyện muốn nhờ em một chút. Chuyện gì hả anh? Anh tính về quê lấy ít tiền. Anh muốn mượn em 10 triệu. Anh trả lại cho em liền. Anh làm như em giàu lắm vậy á. À mà nè, em có sợi dây chuyền, anh cầm hay bán đỡ đi. Thôi, kỳ lắm. Đừng không lấy vàng của em đem bán. Không được đâu. Có làm sao đâu. Chị Lê Lệ ơi. Chị Lê Lệ. Đi chị Lê Lệ ơi. Đi ăn sáng chị. Ủa anh Tư. Đi luôn anh Tư. Thôi, hai chị em cứ đi đi. Dạ. Anh ăn sáng rồi. Dạ. Anh ở nhà đợi được rồi. Đi đi. Vậy thôi tụi em đi nha. Thôi mình đi chị. Anh không ăn thì cứ để ảnh ngồi ở đây coi nhà. Mình đi chị. Em đi nha anh. Báo chí viết số vàng bị cướp của tiệm vàng Kim Báo đã được nhóm phú lửa tẩu tán. Vậy tại sao số vàng này lại lọt vào tay Lệ Lệ? Có được không anh? Ok, ta chịu mày ở khoản gián điệp đó. Mày rất là thông minh. Em lạy anh, chỉ mà biết được á, chị chửi em chết luôn á. Sao nóng nảy dữ vậy? Tao giữ chìa khóa nè. Mày biết rồi, cái dòng ghen mà. Mày yêu đi rồi mày mới hiểu. Dạ rượu của mấy anh ạ. Em ơi. Dạ. Bình thường ổng hay nhậu món gì? Dạ. Dạ tùy bữa anh. Bữa nào mà ổng có tiền á, ổng hay kêu em làm chim cút nướng. Lấy cho anh. Dạ. Chú hai. Gì vậy? Chú bị đắt đâu? Mày là thằng nào mà hỏi bị đắt? Con là thằng Sách. Là con của hai phi hùng nè. Mày nói gì vậy? Con là thằng Sách. Là con của bác hai phi hùng.
Mày là thằng Sách hả? Sách thiệt hả? Có anh Hai Vi Hùng thiệt hả? Dạ. Trời ơi con ơi. Chú đi tìm mẹ con mày 20 năm nay gần chết. Nè con biết không, thằng Bảy Đắc nó còn giữ tấm hình hồi đó con chụp với bé Hai á. Trời đất ơi, lâu lâu tao chỉ nó lấy ra ngồi coi mà khóc. Nhớ tụi bay, nhớ anh Hai, chị Hai gần chết. Má con còn sống không? Má con chết rồi chú Hai. Hả? Chị Hai chết rồi hả? Đồ khốn nạn mà. Mấy thằng chó đẻ hồi đó nó hại chết anh Hai. Bởi vì trời đã báo nó. Sau này nè, cả đại gia đình nó chết thảm con biết không? Mẹ nó. Chú Hai, chú Bảy Đắc mình đâu? Hả? Ngày mai con lại đây đi nghe. Chú đi kiếm thằng Bảy Đắc rồi chú hẹn nó ra đây. Mà mày biết không, nó mà gặp con nó phát điên chứ đừng có nói không như tao. Chú bình tĩnh đã. Con Sách ơi là Sách. Buông tao ra. Quay xuống đây. Má. Má. Gì vậy anh Hai? Bình tĩnh. Mơ gì mà ghê vậy? Tao mơ thấy ông già tao. Mày phải cho anh ly cà phê. Dạ. Đợi em chút nha. Có ai không? Có ai ở nhà không? Có ai trong đó không? Chào. Chào cậu. Dạ chú. Mày là thằng Sách. Trời ơi, tao Bảy Đắc. Bảy Đắc nè Sách. Chú Bảy ơi. Chú Bảy. Nè Sách ơi. Chú bình tĩnh đã chú. Đi vào trong với con. Đóng cửa lại. Đi vào. Mày Sách ơi. Dạ. Trời ơi. Chú ngồi đi. Trời ơi. Vô lấy chai ly nước. Dạ. Sách ơi. Con đi. Mày giống cha mày lắm. Bây giờ mày làm cái gì? Con bây giờ làm mộng. Cuộc sống cũng khá lắm. Nhưng mà trong giấy tờ của con, người ta ghi con là thằng Tâm, chứ không phải là thằng Sách nữa. Em đi ngủ đi. Dạ. Lát anh vô sau. Mày làm mộc. Cha mày đặt tên mày Sách là có ý nghĩa lắm. Dạ. Ông muốn mày theo cái nghiệp đèn Sách đổi đời. Không có còn cầu bơ cầu bất, không có còn tha phương cầu thực nữa con ơi. Chú, tha phương làm sao con có tiền? Lên thành phố được vài năm rồi mẹ con bị bệnh phổi cũng chết. Con có gặp lại chú Hai sẵn, chú cũng cù bơ cù bớt, rầy đây mai đó. Hả? Bữa đói bữa no. Cái gì? Bây giờ Hai sẵn nó làm cái gì? Hiện bây giờ chú ấy bán kim chỉ ở trước chợ Vĩnh Long.
Còn con bé hai, con bé hai sao rồi hả? Lâu lắm rồi không gặp. Mà chú với chú Hai Thọ bây giờ sống thế nào rồi? Có tốt hơn không chú? Con chó làm sao tụi tao y như vậy? Cuộc đời tụi tao không sao mà khá được. Bây giờ còn có một chút gì đó mà người ta gọi là con người đã là khá lắm rồi Sách ơi. Chú Bảy, chào em. Anh Tư, sao giờ này anh còn tới đây? Có chuyện nên ngủ không được. Đi ăn với anh đi, anh có chuyện muốn nói. Nhạc đi, nhạc chị nghe buồn bỏ mẹ. Nè, cô đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài rửa mặt. Cởi giùm đôi giày coi. Anh muốn thì tôi làm. Anh vừa lòng chưa? Đóng cửa lại. Tôi muốn em trả nhà. Không, em không muốn trả nhà. Tiền của anh, đó là ý của anh. Không, em đã nói là không rồi mà. Nè, sao tôi nói hoài mà cô không chịu hiểu gì hết vậy? Hả? Cái số vàng đó mà lọt vô tay cảnh sát á, thằng Sách coi như công cốc. Hả? Mất cả chị lẫn chài đó. Sao hắn lại biết là Sách? Mình vẫn nói ảnh là hai tâm mà. Cởi đồ ra. Cởi đồ ra. Mẹ nó, mày đâu có quyền cho tao thằng chó. Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Tụi bay muốn gì? Mày đừng có ép tao, đừng có ép tao.
từ le. Mày đừng ép tao nha. Đâm đi. Mày đâm đi. Mày là thằng khốn nạn. Mẹ mày, mày cho mày. Cả sòng nó đánh cho mày chết mẹ mày luôn. Ủa anh hai. Bộ nhớ nghề hả? Nhớ chứ. Ủa anh, sáng giờ em đi á, bán được gì không vậy? Ê, có mỗi ba ngân hàng qua thôi, chứ chẳng có ma nào đâu. Mà thôi, tao ra ngoài chút. Ê, đã anh hai, ăn cơm đã. Thôi, tao ra ngoài kiếm việc gì làm, ngồi không chán quá. Dạ. Đi nghe. Mày sao vậy? Để tao đưa mày đi nhà thương nghe. Không cần đâu. Không, phải đi nhà thương liền bây giờ mới được. Tao đã nói là không sao đâu. Hai sáng. Gì? Mày đi lấy hàng hả? Không. Tao đi lấy đồ. Rồi tao tới thăm tụi mày luôn. Tại sao mày lại đi thăm hỏi tao vào lúc này? Tao đã gặp thằng Sách, con anh hai Phi Hùng rồi. Ừ, vậy hả? Ai sáng? Tao đã gieo gió rồi. Gì vậy? Tao đã gieo gió rồi mày Đắc ơi. Cái gì vậy? Mày nói cái gì vậy? Không kịp nữa rồi. Tao đã sai rồi. Tao đã sai rồi. Trời ơi, mày Đắc ơi, quan quan tương bao mà. Sao vậy? Mày nói mẹ nó ra đi. Thằng Sánh vợ làm gì? Nó làm mộc. Mà chuyện gì vậy? Hai Sáng, mày nói đi. Mày cứ úp úp mở mở không hiểu gì hết hả? Tao không biết là có nên nói ra hay là im lặng.
thôi thì cứ để mặc kệ cho cuộc đời nó phán xử. Tao ghé thăm mày chút. Thôi tao đi ạ. Là sao? Tao biết mày lại dính tới bọn thằng Tư Le phải không? Sao? Sao mày biết vậy? Thằng Hai Thọ nó nói cho tao biết. Tụi này vừa đập tao một trận. Đồ chó má. Thôi, kiếm cái gì đó để mà sống cho nó tốt hơn. Bãi đất à? Quả bao nhãn tiền tao đã thấy rồi đó. Thằng ăn cắp, mày vừa kêu tao bằng gì? Mày là thằng ăn cắp. Vậy thì mày đã biết là tao vô nhà mày, lắc hai hòn bi của mày dễ như là tao lấy tiền trong túi tao ra. Bây giờ mày muốn cái gì? Tao muốn mày trả tự do cho thằng Bãi Đất với thằng Hai Thọ. Còn nếu không thì sao? Nếu không thì cái việc lắc hai hòn bi của mày sẽ được thực hiện ngay bây giờ. Ông Giang ơi, đây là chuyện người lớn. Tụi bay ra hết ngoài kia. Đi. Tụi bay biến hết đi. Tao sẽ quay lại. Còn mày chớ có dại mà đụng vô hai cái thằng bạn già đó của tao. Mày không đáng mặt anh hùng. Cái loại như mày chỉ làm dơ đi hai chữ giang hồ. Đi. Người ta nói thà làm tôi người quân tử chứ đừng làm chúa kẻ tiểu nhân. Còn tụi mày, tụi mày lại bám đuôi một cái thằng điếm thúi. Xe bị cán đinh rồi. Ra đằng sau cắt xe. Dạ dạ. Cách 4 cây số về phía trung tâm à? Xe loại gì xác định được không? Đúng, có nhiều loại xe hai bánh xài cùng một loại vỏ. Trời ơi anh Hai. Nó biết tao. Nhậu cái gì mà dữ vậy trời? Nó biết là nó biết tao. Nó biết tao. Tao quên rượu đó. Nhìn sơ là tao biết là. Trời ơi. Đi qua chiếu nằm nè anh Hai. Qua đây nằm nè anh Hai. Anh Hai. Uống gì mà dữ vậy không biết nữa. Mày đừng dọn phòng của anh nha. Anh về thăm thằng em anh chút. Trời đất ơi. Về tới nhà rồi ông ơi. Lăn qua chiếu nằm đàng hoàng nè. Anh
Tao không biết làm cái gì nữa. Tao điên theo mày rồi, Sách ơi. Tao rất hối hận. Chỉ vì mê chị hai mà tao nghe lời Sáu Trăng hại cái gia đình của mày. Để rồi bây giờ mày đã trở thành kẻ giết người rồi, Sách ơi. Không, không, mày không phải là kẻ giết người. Tao, tao mới là kẻ giết người. Tao vô tình đã đẩy mày trở thành một thằng khát máu. Tại sao tao không trốn quách hết đi? Làm người, làm người, Sách ơi. Mày, mày phải chỉ mày biết được cái cây nhân quả. Rồi một ngày nào đó, rồi một ngày nào đó, nó sẽ nảy mầm. Không, tại tao, tại chú hai hết, Sách ơi. Tại tao. Ai thù hằn thì nên đào hai cái huyệt, một cho kẻ thù, còn một cái dành cho chính bản thân mình. Sách ơi, Sách ơi, dừng lại, dừng lại đi con. Cầu trời, cầu trời cho con thoát khỏi cơn mê. Tố giác mày thì chú không có nỡ. Mày, mày nhắm mắt nhìn mày lún sâu vào tội lỗi thì chú cũng không đành, Sách ơi. Không, không, mày không phải là kẻ giết người, mày là tại tao, tại tao hết, tại tao, tại tao, tại tao, tại tao, tại tao hết, Sách ơi, tại tao. Alo, trực ban đội cảnh sát hình sự xin nghe. Thưa chị, tôi thấy Hai Săn xuất hiện và đi về hướng Định Thần. Chị cho người xuống nhanh lên. Chiếc xe xuất phát từ hội sở của ngân hàng ở đường số 15 để chuyển tiền đến chi nhánh ở huyện Thuận Sơn. Tất cả các đồng chí rà soát, nắm lại tất cả các chi nhánh của ngân hàng này về nhân sự. Không loại trừ khả năng bọn cướp là những tên sống lân cận khu vực của hội sở cũng như của các chi nhánh. Tôi muốn sau khi nắm chắc số lượng, địa điểm của những chi nhánh cụ thể, các trinh sát phải có mặt tại đó, liên hệ ngay với cảnh sát địa phương để rà soát lại các đối tượng bất hảo trong từng khu vực. Rõ. Thank you.
Thưa anh, xe chuyển tiền của ngân hàng vừa bị đánh cướp. Trên tuyến đường từ thành phố đến huyện Thạch Sơn, một người bị bóp nát lộ hầu, tủ két sắt bị bắn tung. Ổ trảo công, cháu và Lê Điền lập tức mang công lệnh đến liên hệ đơn vị đang thụ lý. Nếu đúng đó là Sách thì ta sẽ bàn đến phương án bủa lưới. Rõ. Rõ. Tôi muốn các đồng chí ra soát lại những mối quan hệ của hai Săn. Chú Bảy, chú Bảy ơi, chú Bảy, thằng Sách đây. Chú Bảy. Chú Bảy, chú Bảy, chú bị làm sao vậy? Chú Bảy, chú Bảy à, alo, cho tôi một chiếc taxi qua đây. Tâm Thông. Cái gì? Nè, Tâm Thông, tao năn nỉ mày, mày thương tao, nếu cần tao quỳ tao lại mày cũng được nữa. Giúp tao phen này đi, cho tao mượn ít tiền đi. Tụi nó ra tay với thằng Bảy Đắc giả mang lắm, nó nhập viện luôn rồi, tao lo cho nó lắm. Mày giúp tao lần này đi mà. Trời, nghe Tâm Thông, ông nghĩ tôi giàu lắm sao ông già? Thì mày ráng mày giúp tao đi, tao khổ quá mà, tao cần tiền, tao lo cho Bảy Đắc nó nặng lắm rồi. Mẹ nó, mới hôm qua ông kia Hai Săn còn lớn tiếng bảo vệ mấy ông mà, sao ông kêu ổng? Thôi mày nhắc chi chuyện đó, mày giúp tao lần này đi, tao lại mày mà, tao đang cần tiền, tao giúp cho nó. Nó nguy lắm rồi. Thôi thôi, được rồi, cũng mấy ông không mà, già hết nhớt mà còn đòi gân. Trụ mà không muốn đủ uống đủ phạt, về đưa bé Đắc vào bệnh viện đi, rồi tôi cầm tiền vô cho. Nhưng mà tôi nói trước là bạc 20. Rồi mày muốn bao nhiêu cũng được hết đó, mày hứa với tao đó nghe, mày hứa rồi đó. Chừng đó thôi, chưa tính nữa lấy cái chó gì mà ông trả. Thôi đi 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 đi. Rồi, đi. Rồi. Bảy Đắc à, Bảy Đắc, mày, ủa Bảy ơi, thằng mới đây đâu mất tiêu rồi, trời ơi, trời ơi Sách, con hả Sách? Trời ơi, bây giờ nó thảm lắm rồi con ơi. Chú im đi. Hả? Không giải quyết được con mẹ gì. Chú còn định ngâm cái thân già trong rượu bao lâu nữa hả? Chú là anh em của chú Bảy, lỡ mà hôm nay con không về kịp thì làm sao đây? Bây giờ rồi mày đầy tao phải không? Tôi không dám, nhưng mà tôi phải nói, vì ai mà chú Bảy ra nông nổi như ngày hôm nay? Rồi vậy là con nói là tại chú hả? Còn sao nữa? Thì mày nghĩ đi, tao cũng chạy dạy, tao lo cho nó gần chết, chứ tao đi vay bạc 20 để tao đưa nó đi bệnh viện rồi mày còn muốn cái gì nữa? Chú vay của ai? Thì mượn Tám Thông. Tám Thông là thằng chó nào? Thì cái thằng đó nó là chim mồi cho chú Bảy trong mấy cái sòng bài đúng không hả? Khỏi, tôi lo xong cho chú Bảy rồi, tôi sẽ sắp xếp lại hết. À, chú và chú Bảy từ bây giờ phải sống tốt hơn, chú hiểu không? Ừ, hiểu rồi. Chú đi vô bệnh viện thăm chú Bảy đi, đừng có uống rượu nữa nha. Cái vụ rượu thì mày cũng phải để từ từ ta, không ta từ bỏ. Từ gì hết, kể từ ngày hôm nay chú không được phép uống rượu nữa. Vậy rồi tao bệnh rồi sao? Chú bệnh gì rượu, trước sau gì cũng chết thôi. Ừ, bây giờ tao vô trọng chút mày vô ngang. Rồi. Ừ, chú đi á. Mày Đắc, mày tính bỏ đi sao? Trời ơi Hai Thọ, thời buổi khó khăn, thuốc tây đầy ra, có còn ai uống thuốc nam đâu mà bán.
Để tao đi kiếm việc khác, tao mặn. Bộ mày đi mà không tính nói cho anh hai biết sao? Mày là thằng điên. Tao nói cho mày biết á, anh hai mà biết là mày chết. Tao không có điên đâu, tao làm đúng quá đúng nữa thì khác. Mày đừng có nói với anh hai nha, tao nhường con Cẩm Thúy cho mày. Dẹp mày. Bậy đắc, mày nghĩ kỹ đi. Tụi mình mồ côi mồ cút, anh hai với chị hai đều lo lắng và che chở cho mày. Đói no, anh hai với chị hai đều lo lắng cho mày hết. Bây giờ mày nghĩ làm sao? Thôi được, mày cứ để tao đi nói với anh hai chị hai. Cái đó là tùy mày. Nói như vậy Cẩm Thúy vẫn là của tao đó nha. Thằng chó. Còn chỗ nào ngồi không? Dạ mời anh qua kia. Dạ anh dùng gì? Cho một ly. Ly gì anh? Rượu. Dạ có liền. Dạ mời anh. Chào anh đi một mình hay là đi với bạn vậy? Anh hai, anh tìm ai vậy? Sao cô biết tôi chờ ai? Đâu có đâu. Tôi muốn gặp Lệ Lệ. Lệ Lệ hả? Anh muốn gặp Lệ Lệ sao? Em. Dạ. Cho anh hỏi hôm nay Lệ Lệ có đi làm không? Dạ có. Anh chờ chút đi. Anh Sách. Lệ Lệ. Anh qua bàn của em đi, em ngồi bên kia. Ngồi uống rượu một mình với ông già. À mày hả Tám? Giờ tao không cần cái này nữa. Ông giỡn mặt cho tôi hả ông già? Ông biểu tôi lấy tiền giùm ông, giờ không lấy là sao? Thì tao nói với mày vậy chứ, từ từ đi chứ, tao chưa có cần. Ông không muốn rượu là ông khùng hả? Tiền lời ai chịu? Thì tao chịu. Đâu? Này nè, tao nói mày nghe, tao có con cháu, nó nghe tin bể đất gặp tai nạn vậy đó, nó về nó thăm rồi nó cho tụi tao tiền. Quá đã nha. Ông với bể đất á trúng mánh rồi, vậy cầm tiền mà xài đi. Thôi mà nó không cho tao mượn tiền này nữa. Vậy tiền lời đâu? Tao nói mày từ từ đi, rồi từ từ tao lo. Ông giỡn mặt với tôi hả ông già? 10 triệu, 2 triệu một ngày. Bạc 20, luật xong bài đó cha. Cha già rồi, không để về tôi thiến ông đó. Từ từ đi, tao tội dẫn dây. Mày để từ từ tao tính đi, mày làm gì dữ vậy? Dạ chú, để con giới thiệu, đây là anh Hai Tâm, bạn của con ở dưới quê á chú. Chào cậu. Dạ, chào ông. Xin mời. Dạ. Mời. Không biết sao mà tôi cứ nghe tới chuyện cũ ân tình là tôi thích. À anh, đây là chú Khánh. Chú có một người yêu cũ giống hệt em, giống tới nỗi không phân biệt được luôn á anh. À Lê Lê à, bữa nào á đưa cái hình cho chú Hai coi. Dạ. Nghe. Ôi. À tôi xin lỗi, tôi có chuyện phải ra ngoài một chút nha. Dạ. Anh Sách,
Hay là anh ra một quán nào đó rồi ngồi ở đó đợi em nha. Nha. Gì mày? Bà Lệ Lệ đi về rồi. Tưởng gì? Không có gì á, thì em gọi cho anh làm gì? Thằng tình địch của anh á, nó đi tới vũ trường rồi. Vậy là nó ghé nhà cũ mà không thấy Lệ Lệ. Nó về trước một chút rồi Lệ Lệ bỏ đi theo. Chỉ có một mình ông Tấm Khánh ngồi ở lại. Gì à? Anh có sỉnh không vậy? Sao hôm nay em thấy anh sao sao á? Có gì đâu, đố cha tụi nó cũng không dám ồ ẹ đâu. Mày theo dõi tiếp cho anh nha. Dạ. Đáng lý ra anh không nên tới chỗ em làm đâu. Biết, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhưng mà tôi đi qua nhà cũ, người ta nói cô dọn hết đi với cái tay tư dịnh ở bên đó đó. Anh dẹp cái giọng nói đó đi được không? Anh có biết là tôi giữ số vàng của anh, tôi khổ sở, tôi đang nông nổi này hay không? Anh Sách, tại sao lại làm như vậy chứ? Anh cũng chẳng biết nữa. Đêm đó anh thấy hai thằng bắn chết ông Kim Báo. Tự nhiên anh bị ám ảnh, thấy giống như những kẻ bắn chết ba của anh. Anh điên lên, anh bắn chết hai tên đó. Khi giết xong hai thằng bắn ông Kim Báo, nhìn lại gia đình Kim Báo bị giết hết, anh lại liên tưởng tới cảnh anh tàn sát gia đình 600. Sau đó lấy vàng rồi bỏ đi. Anh nói xạo, em không tin đâu. Em không tin thì tùy. Anh nghĩ pháp luật sẽ tha cho anh sao? Bây giờ anh đã trót nhúng chàm rồi, đằng nào cũng chết. Bây giờ em bắt đầu sợ anh rồi đó. Em im đi. Chú Bảy Đắc và chú Hai Thọ là người thân thiết cuối cùng của tôi. Anh nói ai? Là chú của tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa tiền cô mua một căn nhà, rồi đem hai ông già đó về phụng dưỡng cho tôi. Nhớ chưa? Anh Sách, hay là anh ra đầu thú đi anh. Tôi không có ý định đầu thú, và tôi không muốn ngồi tù. Nhớ chưa? Bảy Đất, Hai Thọ, chỉ có một điểm giống nhau trong hai vụ án là cách tấn công vào lỗ hầu của nạn nhân. Sách dùng được hộ trảo công. Cậu hãy giải thích rõ cụm từ gì đó đi. Trước hết là mấy anh cho em tự giới thiệu. Ừ. Em là con nhà nồi. Ừ. Hổ trảo công là một môn cung phu mô phỏng thế dồ của con cọp. Người luyện được hổ trảo có thể bóp nát những vật cứng. Một cao thủ có thể bóp nát, bấu và lôi hẳn ra ngoài lỗ hầu của nạn nhân. Ừ. Sách cũng là người may mắn đã học được loại võ công công phu này. Chú nhớ là phải chăm sóc cho chú Bảy Đất, rồi dặn ông uống thuốc. Có cái gì thiếu
thì cứ gọi cho con. Vậy nghe. Chú Hai. Ủa trời, con bé Hai. Chú khỏe không chú? Trời ơi, bé còn sống không? Dạ. Trời ơi, lúc này bé sống sao? Dạ cũng tạm chú. Chú Bảy sao rồi chú Hai? À, khỏe rồi con, nó cũng đỡ rồi. Cũng may nhờ thằng Sách nó về kịp. À, chà, bây giờ bé sang trọng quá không? Thôi à, vô thăm nó một chút đi con. Dạ, à, đi chú. À, thôi để chú đưa con đi. Nè Sách, vô luôn con. Dạ. Mày đó. Con bé Hai nó lợi nó thăm mày nè Bảy ơi. Con. Con Lệ. Chú, tại sao lại ra nông nổi như vậy hả chú? Xe nó đụng chứ cái gì. Xe đụng nó đụng. Nó quẹt. Quẹt chú Bảy mày dướng té vậy thôi. Tao phải không Sách? Chú Hai nói đúng đó. Chú. Chú với chú Hai về nhà con ở nha. Nghe chú. Lệ nè. Bày lo cho chú Bảy bay đi. Chứ còn tao thì để Sách tính. Nó sắp xếp được mà. Thôi, mọi chuyện coi như không cần bạn tới nữa. Chú Bảy mà có xuất diện thì hai chú qua nhà Lệ ở, rồi con sẽ ghé thăm hai người. Cũng được. Coi nó sao vậy kìa. Coi nhỏ nó sao vậy. Lệ à. Dạ. Con sao vậy? Có sao không con? Có sao cùng em? Không sao đâu anh. Chắc tại cái mùi bệnh viện làm con thấy khó chịu chút. Vậy thì em cứ ra ngoài đi. Lát nữa anh ra liền. Dạ. Anh cũng đang có chuyện muốn bàn với em đó. Dạ. Nè, tao sống như vậy là được rồi. Có chuyện gì thì nói sao. Con ra ngoài đi. Nhỏ sao kỹ. Săn có nghe những gì mà Hai Săn tâm sự không? Dạ. Hai Săn, ông nói là Hai Săn nói là ông có 4 anh em mà không có cùng cha mẹ gì hết, nhưng mà thương nhau như ruột thịt vậy á. Hai người hiện ở thành phố, tôi nhớ là ở quận 4 sống chiếu gì đó, cũng không có vợ con như ổng. Chỉ có người anh cả là có vợ con. Lý do Hai Săn đi khắp nơi là vì ổng đi tìm cái thằng cháu con của ông anh lớn. Sau khi cha mẹ nó chết, thằng nhỏ lưu lạc ở nơi nào, sống chết ra sao không có rõ. Đặc biệt là bà chị dâu đẹp người, giỏi võ thuộc loại thượng thừa. Đó kìa, nó đang tới. Đi. Mày là thằng Tư Lê. Còn mày là ai? Mày cứ kêu tao là thằng Tâm. Mày đến đây làm gì? Tao vừa chạy tập ông chú. May mà tao về kịp để đưa ông đi bệnh viện. Biết là mày nên tao gặp mày để dàn xếp. Dàn sớm cùng mày à gì? Mày đất là đàn anh mà nó chơi không có đẹp. Vui thì nó chơi, buồn thì nó nghỉ. Có nghĩa là tụi mày đánh ông cho tới chết. Cũng gần là như vậy rồi. Tao nói thiệt với mày, tao á cái gì ra cái đó. Có nghĩa của mày á là 73, mày 7, ông 73. Mượn tiền thì bạc 20 một ngày. Đúng luật. Thích thì chơi, không thích thì thôi. Tất cả mọi cái đều có thỏa thuận. Còn không thỏa thuận, tụi mày đe đầu hai ông ấy ra đánh. Đánh thì sao? Tụi mày vô. Tao cũng là người của giang hồ, nhưng có lời thề là nếu chơi dư, con tụi mày chỉ có sức mạnh bay đàn mà cũng gọi là giang hồ sao? Nợ ai người nấy trả. Từ giờ mà còn lấy phản thì đừng có trách tao.
Đại ca, tụi bay chết chả. Đại ca, chết chết tại tao. Mày nữa không? Nó là con ai? Con mày hả? Con mày. Nhóc ơi. Dạ. Ủa, anh hai có chuyện gì vậy? Vừa phụ người ta khiêng đồ mà thấy mẹ luôn đó. Mày pha cho anh ly cà phê. Dạ dạ dạ. Nè anh, dạ mày ra anh biểu. Dạ anh hai. Mày ngồi xuống đây đi. Dạ. Anh nói trước, mày đừng có giận. Trời ơi, anh nói gì vậy? Anh em không hả? Có gì nói đi. Mày dẹp mẹ cái quán này đi. Ờ, anh mới mua nhà cho hai ông chú. Mày qua chỗ anh ở, đưa luôn nhỏ em gái qua nữa. Đã không biết nhau thì thôi, biết rồi thì coi như là anh em ruột. Mày không cần phải cảm ơn anh đâu. Mai mốt mà mày á thành công, mày giúp cho người khác là được rồi. Ủa vậy em qua ở chung với anh luôn hả? Trời ơi, hèn chi bữa giờ anh không có về. Em nghi nghi rồi. Thỉnh thoảng đi tới đi lui thôi. Dạ. Mà anh ơi, anh cho em suy nghĩ được không? Anh đã nói với mày rồi, tùy mày. Thôi bây giờ anh ra ngoài chút xíu. Dạ. Em xúc người mà lại linh ký như vậy, chắc là có bầu rồi đó. Không có đâu chị ơi, em thấy trong người của em đâu có gì lạ đâu. Chị, đừng xúc vào cho em. Lát em còn tiếp khách nữa. Mùi dầu nghe kỳ lắm chị. Ừ. Thôi, để em đi thay đồ nha. Ừ. Em bị sao vậy? Em sao vậy em? Trời ơi, thôi để chị cạo gió cho. Ủa, bị sao vậy? Chắc là thằng tôi Vịnh đánh phải không? Mày con ơi, chừng trốn vọng á. Mở cửa ơi. Sao khóa cửa ơi? Sao đây cả? Chắc phải trốn á. Sao giờ? Nè, mấy chú tìm ma vậy? Bậy đất đâu. Ông già đó vô bệnh viện rồi. Đứa cháu hai ông em ổng trả nhà dọn đi rồi. Đi đâu tôi cũng không biết nữa. Ông đừng có sợ. Người chứ đâu phải hơi đâu mà bốc nhanh vậy. Mẹ nó, bậy đất không có ở bệnh viện. Mà hai Thọ cũng không thấy tâm hơi đâu. Ôi, đi tìm. Dạ đại ca, dạ, mấy chú từ từ. Để tôi kêu công an phường tới tìm mà người giùm mấy chú nha. Cái gì? Cái gì? Công an à? Mà nó hở cái công an. Tìm tiếp đi. Đi tụi bay. Để tụi bay. Người cháu của ông Bảy Đắc có mặt ở nhà ông Bảy Đắc lần đầu tiên vào lúc mấy giờ, chú có nhớ không? Tôi cũng không có để ý nữa, nên cũng không có chắc chắn lắm. Ừ. Anh ta có nói gì khi trả nhà không? Cháu của ông Bảy Đắc nói là đưa ông về An Giang á. Vậy anh ta có dáng người ra sao? Cao, người hơi săn chắc nhưng mà không mập. Mặt á thì hơi xương. Anh ta xưng tên là gì? Tâm. Bạn của ông Bảy Đắc tên là Hai Thọ. Hai Thọ kêu anh ta
tên là sách hay là báo gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Họ dọn nhà bằng xe gì? Biển xe số mấy? Dạ bằng taxi. Tôi cũng không để biển số làm gì nữa. Mà đồ đạc của ông ta thì có chừng hai cái túi sách là cao à. Ừ, thôi được rồi, cảm ơn chú nhiều. Chú có thể về. Nếu anh ta bay đất hay hai thọ quay lại, chú báo liền cho công an phường hoặc những thông tin có liên quan. Dạ, chào hai chú. Có nhiều khả năng đó là sách. Tôi đề nghị đồng chí giúp tôi xây dựng đặc tình ở chung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ bất ngờ thăm hỏi bọn Tư Lê với lý do vụ gây rối vừa rồi. Dạ, rõ. Đuổi theo. Ờ. Nhanh lên. Rồi rồi, chạy nha. À, đưa Lệ Lệ đi đâu vậy? Trời ơi, Lệ Lệ bị ngất xỉu. Mà không biết cái thằng khốn nạn nào á, nó đánh con nhỏ bầm dập hết trơn à. Mà con nhỏ tội nghiệp ghê á, không có người nhà anh em thân cận gì hết, cho nên mới bị thiệt thòi. Chứ nếu mà có ai đó hay người nhà của nó gần đó đó hả, là coi như cái thằng đó tới số nó rồi. Ta nói cái thứ gì đâu á. Ờ thôi, chú ở lại đây chơi nghe.